Chào các bạn, mình là Huy. Rất là vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ trên tay nhanh cũng như bung nội thất viên pin sạc dự phòng siêu nhỏ gọn dành cho iPhone đến từ thương hiệu iWatch với mã sản phẩm là Linh Mi 4. Giá của iWatch Linh Mi 4 này ở thời điểm mình đang quay video thì nó khoảng 400.000. Mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể check qua trang web của iWatch Việt Nam. Ngoài sản phẩm pin sạc dự phòng này thì họ còn rất là nhiều mã sạc dự phòng khác với các mức giá khác nhau. Rồi thì cáp sạc này, tai nghe True Wireless đều có rất là nhiều. Các bạn có thể check qua các cái sản phẩm mới cũng như tab khuyến mãi của họ để xem có cái sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không. Đây là một viên pin sạc dự phòng với kích thước rất là nhỏ gọn. Cách đóng hộp của nó cũng rất tối giản ở đây nhưng mà cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Tổng thể thì chúng ta sẽ có hộp màu trắng, một vài cái thông tin cũng như các cái chữ nổi bật bằng màu đỏ. Trên này chúng ta sẽ có dòng chữ là Focus on True Value. Dịch nôm na nó có nghĩa là tập trung vào giá trị thực. Bên dưới này các bạn sẽ có cái phần cào để quét một cái mã QR, check xem đây có phải sản phẩm chính hãng hay không. Để mở hộp thì chúng ta sẽ kéo từ bên dưới như này. Bên ngoài nó còn một lớp seal các bạn nhé, tuy nhiên thì mình đã bóc đi rồi. Bên trong này chúng ta sẽ có sản phẩm này, một sợi cáp Type-C với chiều dài 1 mét. Và sợi cáp này nhìn rất là to như này nhưng mà thực tế thì nó rất là mềm mại. Và đầu C cũng như đầu USB-A được hoàn thiện rất là tốt. Nó rất là mềm luôn các bạn. Bên dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái tờ giấy của iWatch, xem là nếu như các bạn ưng ý thì có thể là share cái sản phẩm này lên các cái phương tiện mạng xã hội. Giấy hướng dẫn sử dụng bao gồm các cái thông tin chi tiết của sản phẩm này, cách các bạn sạc pin như thế nào. Về mặt thông số thì nó nặng 92g, dung lượng là 4500mAh và sạc vào và sạc ra đều là 7,5W. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đây là một viên pin sạc dự phòng khá là nhỏ gọn, dung lượng pin là 4500mAh. Đây là mặt trước của nó này, khu vực núm cao su che cái cổng Lightning ở đây. Viên pin sạc này thì chỉ sử dụng cho các thiết bị của iOS, ví dụ như iPhone hoặc là iPad, hoặc là các bạn có thể sạc AirPods trong các cái trường hợp cần thiết. Bên cạnh này sẽ có một cái nút nhấn nho nhỏ, độ hoàn thiện rất là tốt để báo dung lượng pin còn lại. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái đèn màu trắng và báo cái phần trăm pin còn lại như thế nào. Logo iWatch. Bên cạnh này sẽ có tên sản phẩm này, một cổng sạc Type-C với độ hoàn thiện rất là tốt. Các cái thông số input output, các cái thông số về chất liệu, xem có chất cấm hay không. Đằng sau này là số series của sản phẩm. Đa phần thì được làm nhám, chỉ có khu vực này là làm bằng nhựa bóng thôi, nó để lại mồ hôi dấu vân tay. Không, khi không dùng thì các bạn có thể đậy cái nắp lại như này. Và nó rất là nhỏ gọn như này thì ví dụ như các bạn nữ, các bạn có thể đúc nó trong túi xách, kích thước của nó chỉ to hơn một thỏi son một chút. Đây là dạng pin sạc dự phòng mà chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cổng Lightning ở bên dưới điện thoại iPhone. Cắm vào như vậy thì mình sẽ demo bằng cái video mình cắm với con iPhone 8 Plus để các bạn thấy được cái kích thước chiều ngang của nó thì tương đương với chiếc 8 Plus, và nó làm cho iPhone của chúng ta dài thêm ra một chút. Bù lại thì chúng ta sẽ không bị vướng dây dợ gì cả. Và đây là một cục sạc khá là thích hợp để chúng ta vừa sử dụng chống cháy mà vừa di chuyển trong trường hợp iPhone của các bạn hết pin. Với cái dung lượng 4500mAh này thì nó sẽ sạc được cho iPhone XR của mình được khoảng hơn một lần. Với iPhone 8 Plus thì được xấp xỉ gần 2 lần. Nhiều bạn sẽ lo lắng rằng cắm cái cổng Lightning này vào iPhone như vậy thì sẽ sợ là nó làm lỏng cổng sạc cũng như là nó làm hỏng cổng sạc về lâu về dài. Thì vấn đề đó thì các bạn có thể yên tâm, cái cổng Lightning của iPhone là một trong các cái cổng sạc rất là bền bỉ. Và một cái lý do nữa là cái cục sạc này nó rất nhỏ gọn, nhẹ, nó chỉ 92g thôi. Xung quanh cái cổng Lightning của chúng ta thì nó chính là cái lớp vỏ của điện thoại. Nó bao bằng một lớp như kiểu là nhôm với iPhone XR của mình, hoặc là thép như iPhone XS Max chẳng hạn. Là một cái dạng cổng sạc rất là cứng cáp luôn. Cho nên các bạn có thể yên tâm cắm cái dạng cục sạc như này. Bây giờ thì mình sẽ test nhanh một chút cái khả năng sạc vào của nó, xem là sạc vào được bao nhiêu watt. Thế còn sạc ra thì chúng ta sẽ không test được, tại vì đây nó là cổng Lightning và rất ít USB test trên thị trường có cái cổng Lightning này để chúng ta có thể test. Thì mình sẽ sử dụng một cái USB test như này. Nó đang nhận ở đây là 4,87V, 4,88V và 1,82A. Khi nhân ra thì nó sắp xỉ 9W. Đây là khả năng sạc vào của nó. Viên pin này thì đang còn ở vạch thứ 2. Mình sẽ quay chi tiết hơn một chút trước khi mổ bụng cái sản phẩm này. Về cái độ hoàn thiện chi tiết thì mình đánh giá rất cao các cái chi tiết hoàn thiện của cục sạc này. Vì mình cũng đã mở hộp ra sử dụng demo một thời gian rồi, nên là không tránh khỏi nó sẽ có những cái vết xước như này. Nó khá nhỏ gọn và tiện lợi.
Nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng sạc dự phòng không cao thì các bạn có thể mua một cái viên pin sạc như này. Nó vừa đủ chống cháy để các bạn sạc điện thoại một lần, 1,5 lần khi cần, mà nhu cầu của các bạn cũng không quá thường xuyên. Đây là lần đầu mình trên tay một sản phẩm đến từ thương hiệu iWork. Mình sẽ mổ bụng sản phẩm này ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong, nó cấu tạo như thế nào, cái độ hoàn thiện của nó tốt không, để chúng ta có cái đánh giá về một trong các cái sản phẩm của iWork. Đây là khu vực nắp nhựa bên trên. Nó bao gồm 6 cái ngàm trong một cái nắp nhựa nhỏ xíu như này các bạn ạ. Và mình đã cạy gãy một chiếc. Đây là cái miếng cao su để che cổng sạc Type-C. Sau khi bung nội thất viên pin thì chúng ta sẽ thấy ngay các cái thành phần cơ bản của viên pin, bao gồm một cell pin kích thước khá là lớn ở đây. Đây là cell pin NCA21700. Với cái logo này, viên pin này thì mình đã từng gặp khi mà mình bung sạc dự phòng của Aoki. Pin 21700 thì thường dung lượng của nó sẽ từ 4.500 cho đến 5.000 mAh. Ở đây thì iWork họ công bố luôn, đây là viên pin 4.500 mAh. Viên pin thì được hàn lên bo mạch chủ, mối hàn rất là gọn gàng và chắc chắn như này. Tiếp đến chúng ta sẽ có bo mạch chủ với đầu sạc Type-C ở đây, cũng được hàn rất là chắc chắn vào bo mạch với đầy đủ 4 chân. Đầu sạc Lightning thì cái đầu này họ làm cho nó có thể dao động tự do như này. Và bên dưới này thì họ sẽ hàn lên bằng 3 cái sợi dây cáp. Và 3 sợi dây này bao gồm là dây âm này, dây dương này và dây data này. Bên dưới này chúng ta sẽ có đèn và các IC chức năng, một cuộn cảm rất to ở đây, một cái nút bấm để chúng ta biết được cái dung lượng pin còn lại là bao nhiêu. Điểm ưng ý đầu tiên khi mình bung cái viên pin sạc dự phòng này ra đó là các linh kiện ở trên bo mạch chủ đều còn đầy đủ tên, không bị xóa tên. Không giống như các viên pin sạc dự phòng khác mà mình thường trên tay, đa phần là các viên pin sạc dự phòng giá rẻ của Trung Quốc ấy, họ thuê nhau gia công ấy, thì khi mà bung ra, ví dụ như Topka, Kula, thì các cái IC chức năng đều bị xóa hết tên đi rồi. Còn ở đây iWork thì nó còn đầy đủ các IC chức năng. Và mình sẽ check nhanh các con IC này. Bên này thì chúng ta sẽ có con IC có tên là XB8089D. Nó chữ thì nó khá là mảnh nên là không rõ camera, lên hình các bạn có thể nhìn rõ không. Bên này là XB8089D, là con IC có chức năng sạc pin cũng như bảo vệ cho pin lithi polymer. Tức là nhiệm vụ chính của nó, nó nằm ngay sau cổng Type-C này, với cái chức năng là sạc cũng như bảo vệ cho viên pin này. Bên cạnh này chúng ta sẽ có IC IP505306. Đây là một con IC có chức năng tăng áp từ 3,7V lên 5V, với dòng dao tối đa là 2,4A. Cái nhiệm vụ của nó chính là lấy điện từ viên pin này tăng áp lên 5V để sạc được cho iPhone. Đây là một viên pin sạc dự phòng cơ bản và không có chức năng sạc nhanh. Cái dòng dao tối đa của nó theo nhà sản xuất công bố là 7,5W, tức là 5V 1,5A. Trên đây thì mình đã hoàn thành bài trên tay nhanh, mở hộp cũng như bung nội thất sản phẩm iWork Link Mi 4. Với mình thì mình thấy đây là một sản phẩm mà có độ hoàn thiện bên trong khá là tốt đấy chứ. Chúng ta có một viên pin với thông số rõ ràng đầy đủ, bo mạch độ hoàn thiện tốt, các linh kiện được hàn rất là tốt vào bo mạch, rất là ít chi tiết thừa, hầu như không có. Và thành phần linh kiện thì đều còn tên tuổi rất là rõ ràng ở đây. Còn các bạn đánh giá sao về cái độ hoàn thiện của bo mạch cũng như của cái sản phẩm này? Hy vọng là sau video này thì iWork có thể cung cấp thêm cho mình các cái mã sản phẩm khác của họ để chúng ta có thể cùng bung ra xem nội thất của sản phẩm như thế nào.